Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Tình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự về dạ tiệc mừng xuân từ Richmond, Virginia. Tàu gần xa đã đến, chung vui với chương trình tất niên Tết Ất Mùi 2015 của chúng tôi hôm nay. Thay cho lời ban tổ chức Hội Chợ Xuân và Văn nghệ Tết năm nay, Phạm Toàn và cô Thủy Dung hân hạnh chào mừng và cảm ơn chân thành quý vị vì bao nhiệt tình hưởng ứng, dù ở xa, thời tiết rất là lạnh mà vẫn đến đây chung vui cùng chúng tôi hôm nay. Chúng tôi trân trọng kính chúc quý vị không phải là lời xã giao lịch sự, nhưng mà lời từ tấm lòng thân mến và kính yêu của chúng tôi gửi đến quý vị năm mới ân lộc dồi dào, sức khỏe an mạnh, gia đạo yên vui đầm ấm, và xin cho chúng tôi được gửi lời kính chúc đến quý vị và quý quyến một năm mới an khang thịnh vượng. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông tân chủ tịch vùng Richmond, Châu Trương Thành, ông chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia vùng DC, Virginia Maryland, Đoàn Hữu Định, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông chủ tịch phòng thương mại Hoa Kỳ Phan Đức Tính, cùng đại diện các tôn giáo và đông đảo đồng hương trong vùng và các vùng phụ cận đến tham dự. Chúng tôi ghi nhận có các gian hàng bày bán bánh mứt ngày Tết và một số trò chơi cho người lớn cũng như trẻ em. Đúng 6 giờ, dạ tiệc mừng xuân khai mạc với nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm. Kế đến là lễ dâng hương trời đất, quốc tổ và những anh linh chư vị anh hùng tử sĩ Việt Mỹ và phần phát biểu của đại diện các tôn giáo đoàn thể. Mến mời quý vị theo dõi phóng sự. Kính thưa quý vị lãnh đạo các cộng đồng người Việt quốc gia thành lãnh mạng, kính thưa quý vị lãnh đạo các tổ chức và các hội đoàn, tôi rất vui mừng và hân hoan để được đón tiếp quý vị, mặc dù đường xá xa xôi, từ Maryland, từ DC, từ Arlington, từ North Carolina và North Carolina, cũng đều đến đây để tham dự ngày lễ hội mừng xuân và để ủng hộ cho cộng đồng người Việt quốc gia tại Central Virginia. Tường tình giáp ngõ trên tinh thần hữu hảo, cộng đồng hợp chung nhà 40 năm trôi qua, nơi mới thành lập được nhiều đồng hương thân hữu, vui mừng gia nhập vào, giới trẻ cũng tự hào niềm tin và ca tu thành lập ban giáp hầm, mọi việc đã hoàn thành là những người năng nổ, cộng đồng đồng ủng hộ mỗi ngày mỗi tiếng lên, cha ông đặt làm nền đàn cháu con tiến bước tiền nhân đầy khao lực. Chương trình dạ tiệc mừng xuân 40 năm viễn xứ kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày trong niềm hân hoan ấm áp. Mọi người cùng chúc nhau ly rượu đầu năm và một năm mới an khang thịnh vượng. Chúng tôi, nhóm thông tin viên SBTN Chính trị Xã hội, tường trình từ thủ phủ Virginia, xin thân ái chào tạm biệt quý vị. Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về buổi hội ngộ tân niên của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Qua Tình Đốn. Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị.
Mặc dầu bên ngoài lạnh se sắt của cơn bão thổi qua vùng Hoa Thịnh Đốn, các học viên, hội viên và giảng viên của Hội Nhiếp ảnh VNPS, tức là Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, đã gặp nhau chào đón tân niên trong không khí rất là ấm cúng, được long trọng tổ chức tại hội trường Wilford. Cô Vân Hồ, Tổng Thư ký của Hội Nhiếp ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn và cũng là trưởng ban tổ chức đêm hội ngộ, đã đơn cử những đặc điểm của kỳ tổ chức năm nay so với những năm trước. Hôm nay thì đặc biệt hơn là Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn đã chọn một nơi, một cái venue của Mỹ để mà mình có phòng ốc rộng rãi để mà triển lãm tất cả các hình của các hội viên, học viên trong niên khóa 2014 vừa qua. Những cái hình ảnh mà các anh chị thấy ngày hôm nay triển lãm đó là những thành quả trong các kỳ thi của hội, và đặc biệt là kỳ thi VNPS 2014 và DC Award. Ngoài ra hội còn trưng bày những tác phẩm của các anh chị hội viên đã ra trường và năm nay đã trở lại để mà cống hiến những tác phẩm của mình sau những năm xa cách với hội. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chọn lọc một số hình ảnh thắng giải của các lớp học viên 1, 2, 3 để mà triển lãm. Những điều học hỏi được từ các lớp VNPS để giúp cho học viên tiến bộ trong bước đường đi vào nghệ thuật nhiếp ảnh đã được cô Bích Lộc, học viên lớp 1, cho biết. Muốn được chụp một con chim như vậy là cái tốc độ phải rất là nhanh, đó là 1.500. Nhưng mà cái chính của một cái hình á, là bao giờ cái đầu cũng phải thật rõ, nhất là cái mắt phải thật là rõ, và cái cánh á, là mình muốn nó mờ lại phải chứng tỏ nó đang show action. Thành ra cái hình này nó được có giá trị á, nếu mà trường hợp cả con chim này rõ hết lại là không có giá trị. Nó có giá trị ở cái chỗ là tại vì cái mắt nó trỏ rõ, cái mặt nó rõ, nhưng mà những chỗ khác nó phải mờ để chứng tỏ nó đang bay. Đã, tại vì nếu nó rõ hết là con chim chết. Tại cũng giống như là vì nhờ học Lộc mới biết là cái giá trị của nó, chứ thực sự ra hồi xưa nhìn cái hình mình lại tưởng họ chụp dở. Mình cứ nghĩ là cái gì cũng phải rõ hết, nhưng mà now mình understand là cái hình nó phải có cái giá trị của nó. Đã. Trước thềm năm mới và sắp bắt đầu cho niên học mới, ông hội trưởng và giảng sư Đỗ Lệnh Dũng đã có những nhận định về chiều hướng thay đổi. Nhân dịp năm mới đến, tôi xin được phép đại diện cho Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn gửi đến tất cả quý vị thính giả của đài SPTN trên khắp thế giới lời chúc bình an và yên bình, hạnh phúc. Và cũng nhân đây tôi cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em giảng viên, học viên và hội viên của hội VNPS một năm mới đầy hạnh phúc và gặp sáng tác được nhiều tác phẩm. Thì mỗi năm chúng tôi đều có những cái sự nghiên cứu về nghệ thuật nhiếp ảnh thường xuyên theo dõi. Thì chúng tôi thấy rằng thì là sự phát triển của khoa học tiến quá nhanh đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề nghệ thuật của nhiếp ảnh. Tôi muốn nói ở đây, ví dụ ngày xưa nghệ thuật, cái đẹp của nghệ thuật đó, mình bị hạn chế rất nhiều về vấn đề kỹ thuật. Cái đẹp thường là do những bậc thầy họ nghiên cứu, họ mây mò trong phòng tối để tạo ra được một tác phẩm. Và cái vấn đề đó thì hạn chế ở một số người có kỹ thuật cao ở phòng tối, họ mới sáng tạo cái nghệ thuật theo ý, đúng ý của người tác giả. Trong khi đó thì là tất cả mọi người thường lãm nghệ thuật thì không tham gia được vào. Họ chấp nhận những cái tác phẩm nghệ thuật đẹp đó mà không đóng góp gì được nhiều. Hiện nay thì chắc mọi người cũng thấy rằng thì là cái máy ảnh nó lan tràn đến khắp mọi người, khắp mọi nơi, mỗi người đều có một cái. Cái đó là một cái, tôi không biết có thể nói là một cái điểm tốt hay là điểm không tốt. Là tại vì bây giờ thì cái vấn đề nghệ thuật nó có sự thay đổi đi theo cái vấn đề khoa học kỹ thuật. Là vì bây giờ cái giới trẻ khi họ cầm được máy rồi, ai cũng cầm được, ai cũng chụp được. Do đó cái nhìn của họ, cái đẹp của họ, họ thấy khác mình ngày xưa. Họ dần dần họ tìm những cái đẹp mới, cái góc mới.
Cộng thêm vào đó cái vấn đề kỹ thuật trong nhiếp ảnh càng ngày càng phổ biến và dễ dàng hơn cho tất cả mọi người được tham dự. Do đó cái vấn đề mà nghệ thuật nó được phóng khoáng hơn, rộng rãi hơn, nhưng mà nó cũng nó xô bồ hơn. Tại vì mỗi người thích một cái kiểu khác nhau, do đó nó không có một cái định luật nào trong nghệ thuật. Do đó không ai có quyền phê phán cái chuyện đó. Các anh chị thấy đều, ngay cả phim ảnh rồi vấn đề quảng cáo cũng cái nhìn của họ cũng khác ngày xưa nhiều. Đó thì là những cái điều đó là những cái điều chúng tôi đang ghi nhận, và chúng tôi cũng cố gắng xen vào cái chương trình học của hội nhiếp ảnh để tạo cho cái giới trẻ dễ chấp nhận nhiếp ảnh hơn. Từ hội trường Wilford, Fairfax, Virginia, Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Câu lạc bộ văn học và nghệ thuật vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng thông báo, lớp huấn luyện thái cực đạo sẽ được tổ chức mỗi tuần thứ hai và thứ sáu, từ lúc 6 giờ đến 7 giờ 30 chiều và chủ nhật từ lúc 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều tại nhà Việt Nam, 308 Hillwood Avenue, Fortress, Virginia 22046. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Tấn Sơn 703-622-2507 hay 571-225-4948. Liên đoàn hướng đạo Hùng Vương Virginia xin thông báo, hiện nay liên đoàn đang nhận ghi danh cho các em nam sinh tuổi từ 7 đến 15 tham gia những sinh hoạt hữu ích theo phương pháp hướng đạo vào mỗi thứ sáu từ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối tại trường trung học West Lawn, số 200 Wesley Road, Fall Church, Virginia. Xin quý phụ huynh ghi danh cho các em trên trang mạng ldhv612.com. Và để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ điện thư ldhv612@gmail.com. Trân trọng thông báo, Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Duy Tân tại Orlando, Florida sẽ thành lập bầy ấu sói con với các em trai hay gái từ 7 đến 11 tuổi rưỡi, không phân biệt tôn giáo. Quý phụ huynh muốn cho con em tham gia, xin liên lạc trưởng thông 205-913-4073 hay trưởng huấn 407-205-8199. Địa điểm sinh hoạt trong khuôn viên chùa Pháp Vũ, 716 North Dean Road, Orlando, Florida 32825, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, chủ nhật hàng tuần. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin Hoa Thịnh Đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.